lost spirits beckoning to bloom. I've been waiting for you. Nhưng đấy là em hero nha bạn. Welcome to Summoner's Rift. Rồi rồi, qua cướp kìa. Ôi. Ui, mất tốc biến à? Nó tốc biến à? Đấy, nó tốc biến, tốc biến. Để tôi vào tôi check nó. Lao như một con gió. À, nó tốc biến ma thuật. Biến ma thuật, con Blitz xài mới ngon thôi. Ừ, con thứ có track cầm được, đánh áp lực tốt. Đó để ý. Chuyển ông ơi. Thôi. Ủa mà ông ăn được không ấy? Không, không, tôi đang bảo thằng này. Láo lồn này. Gặp Bét Lulu chết ngay các bạn ạ. Đánh kiểu Harad ngay. Cái ít với yếu mà các bạn. Lo lắm. Má ông ấy đi quả láo quá. Mất flash lại luôn. Ui. Hơi sớm. Ồ, áp lực chết mẹ đi. Đó, chúng tôi ghi lại thành hay đấy bạn ơi. Chết con mẹ luôn đi. Nhờn mọt này. Cho thằng Manfai ngon. Hai búp. Được hai búp cho Manfai luôn. Được. Thoải mái bạn ê. Ê mất tập biến nha. Mình muốn giết thằng này lắm ấy. Nhưng mà thế cũng đẹp. Làm đi. Ông mày lúc cần Harad thì đéo Harad. Cứ chạy 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 thôi. Lên đồ tôi lên tôi pop. Ông này solo. Ông này Sashi mà. Ông này Sashi hay sao các bạn ạ? Chỉ đi cao tờ à? Có lẽ chat ôn giờ em không soi đâu anh ơi. Lại
giống cái thằng lần trước đi. À, mình có số thạo này mà, này con này main mà, ngày xưa mình main con này luôn á. Dạ, lại đụng độ kìa. Sao stream chắc rồi. Cái thể đéo là tôi. Cái cần gì nữa các bạn. Con cặc gì thế. Phải đi mất flat nha. Chết con mẹ mà đi. Thì mình đi đường đó thì man pha mới được hai bùa đó. Có gì đâu, lời mà bạn, mình được 150. Đi đường đó thì mình được 150 thôi, có gì đó. Hồi nãy mình không kịp smile con đấy. Nhưng mà vừa ra được bùa. Ui, đụng má, tiếc quá bạn ơi. Rồi, 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 ba sát luôn. Sao không quy con đấy ta? Ừ. Rồi, chắc mắt được. Tiếc quá. Rồi, nice. Rồi, chip bổ rồi. Bắn này mắt phai AP gắn đi. À, à đèn quá, kịp tự sát là tốt. Thôi cho farm thôi. Ôi, ông ấy giật người chuẩn vãi đái, giật quái toàn mít. Mẹ in vát này nó biến thật đắc in rồi. Mẹ lại kên. Thôi, ăn đổ cam rồi. Ăn thì đéo được, để thằng kên ăn đi. Enemy double kill. Thôi được rồi, đánh thấp nhá. Đánh thấp nhông nhá. À, bây giờ nó đánh được nhau với tôi nhiều quá, nó đi khuyên sớm lắm. Cứ me me tôi thôi. Bớt me tôi đi. Đợi xíu, chó gắt ngủ trong rừng. Chó gắt là... Má mặt phải rồi. Sao lưu đơn rồi ạ? Thế ra cho. Chó gắt là cuộc chúa ngủ trong rừng. Nhớ biết kiểu chưa? Thế thì sao chứ? Ông ơi! Này, không ulti ông ơi! Không ulti nhá! Hay cả! Thì đéo được! Đồ mà láo lìn! Yếu nhất! Hàng thơm! Bắn cái này đi bạn. Nó ta có ulti rồi. Chưa, ta lông lìn này, vào quá này. Rồi, phải lên đồ cái, giàu rồi, các bạn ăn được mạng sức đào nó giàu quá.
thằng mít thằng mít. Mít thằng support nhầm. Sao bắt đầu có manfa ấy? Ulti là chạy rồi. Nè, nó dở chứ. Nó rờ sẵn đi, rờ luôn đi, sống rồi. Chết sao được. Ê, nó support đấy. Ta lo support. Đồng ấy, ba thằng luôn á. Phải ăn này đi bạn ơi. Ăn này đi. Ăn này đi bạn, tao chắc kèo. Ổn tí nhá, cũng thoải mái bạn ơi. Ừ. Ủa mày cũng có thông thạo. Mày quay thông thạo với tao à? Tao có. Lão lồn, lão lồn thật. Lão lồn. Không thể chơi được. Bạn ơi, gặp Melulu nó khác lắm. Má đây nè, 26, 2 thằng đằng sau kìa. Không nhìn luôn hết ra. Chứ còn rờ ấy. Lão lồn quá, không để ý ông ơi. Má chơi game không nhìn luôn hả ba? Rồi kéo được luôn kìa. Này, được rồi. Ai là ngu luôn. Không nhìn luôn á. Không nhìn luôn. À, tao lo là làm simple rồi kìa. Con quỷ kia 7 mạng rồi kìa. 8 mạng rồi. Mình cũng phải... chết mẹ rồi. Ô thằng này sao thu 2 level được không? Alo, 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 alo bạn ơi, tôi đang lên, tôi đang lên. Mày ngăn được quả đai chu này mới được. À không kịp. Mày hành lộ nan lãi đái để cứu ông. Mày mà lát công rơ đâu thì phải cho người ta kẹo chứ. Nè, nó ăn rộng rồi. Bỏ tay thôi, cẩn thận đó, cẩn thận đó, cẩn thận đó. Đầu này này. Có cần tôi dao, có dao. Không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn được. Bỏ. Ăn được, tôi có tim mà. Hay ông ơi. Chờ nhá. Chờ. Lột nhá, đứng lùi ra đấy, rơ được. Nhéo rơ tới. Đánh nha. Rồi đánh luôn thằng này không ơi. Cái này tôi biết được nha. Ở đâu ông ơi? Rồi, sẵn sàng đó, ok. Thôi, thằng thông. Được rồi, té đi, té đi. Nguy hiểm, phải đắt. Nó nhảy được á. Cái dương quá chạy, được. Được, thông minh. Mẹ con này bây giờ lên gì cho đỡ giấy nhở? Giấy vãi. Chắc lên cái này đi. Lư hương hả? Lư hương xong nha, cái gì à? Dây chuyền đi. Tôi cầm dây chuyền đi cho đỡ đỡ lâu. Lâu quá không ạ? Thôi chết mẹ nó đi rồi. Hết rồi rồi. Vẫn chết. Má nó có Ducky rồi. Ducky từ sớm luôn. Nó định đai trụ ấy, nó định đai luôn á. Tôi đứng này tôi chết luôn á. Thằng Red này.
Đang ra nhá, có thể có con kên đấy. Mất à? À nó đi. Không không. Sao sao sao? Được. Ông ơi, ông ơi, đánh này không? Đủ mà, tôi tưởng ông đủ đam, tôi đéo hất nữa. Biết thì hất lấy thêm tôi sắp có R, tôi sắp có R, chứ có R, có R chết ngay. Ờ, tôi nghĩ là đủ đam nên tôi không hất á, chứ không tôi bật mẹ ulti tôi hất. Mà về đi bạn. Đấy, không đạn thả mít nè, nó ăn dí xuống boss rồi. Ờ, thằng này. Ủa, lại chết luôn rồi không ơi. Hết rồi, hết. Mẹ sao hết hack luôn nhở? Ai biết. Ơ mẹ tôi tự tin vãi lần, tôi thấy ông lao lên, tôi cũng lao lên thì mẹ tôi hack. Ơ, kéo đấy. Ơ mẹ thằng Talon một máu lên mút được thêm mạng nữa kìa. Để ai chết Talon cho nó về đi. Nhưng mà nó chỉ chịu giết đó. Láo lìn. Hai thằng chúng mày mà dám láo à. Láo lìn. Mình cứ mong ram một cái là tại mình chết sặc con mẹ cả tiết đó. Đấy, watch bọn nó bắt. Bắn cái trụ này chắc không cần phải lên ấy. Thế thì đéo rồi tao. Còn ulti à, lên máu quá thì cũng cây nó hút tim quá, không lên được. Lên hút được à. À lấy cái này đi. Cái này tôi phải cover cho mà phải nó ulti ai mà phát phải chết luôn. Ê kìa kìa kìa. Chết rồi. Chết các mẹ này rồi, chạy thì đéo được. Cứ thế thôi. Ngéo. Này ông ơi, thận ta lông này. Ta lông ấy. Vừa vô quảng cáo clip. Đấy, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Chết mẹ nó là. Alo, ta lâu chơi tôi. Biết ngay. À, áp lấy tốc biến rồi. Chết con mẹ mày. Mày. Mày đấy. Nhờ đâu mày. Thằng ta lâu chơi mình kê đấy nhở. Không phải. Nó bị tàng hình như thế mà chơi ghê vãi. Nó bị slow chứ nhầm. Nó bị slow ngay từ đầu thế mà nó chơi mình. Ờ, quảng cáo như... thấy hay thì follow các kiểu. Cảm thấy hay thế nào? Đây. Ông này gọi mình đánh Lulu mà đánh như này là hỏng rồi. Tưởng mình tin tưởng với 100% gì chứ. Thằng ta lông lại ra rồi cái mồm tôi đấy không ạ? Ây mẹ, tôi hết mana rồi. Mana cứ chiều rồi. Nếu mà mana rồi luôn rồi, cái đứa chết mẹ rồi. Ngu rồi, chết ngu rồi. Má, mà phải bánh đần mẹ luôn. Nó sắp có rờ rồi, nó sắp có rờ rồi. Ui à, mình smite đi là được rồi. Mình đang tính để mana rồi. Ủa, mình bấm rờ hoài không được. Ờ, nó sao? Ori xanh mà. Ờ. Mình đang ủa mình bấm R không được, cái nó smite mất của mình luôn. Tôi chui vào tôi bật hết mẹ mày tuyệt kỹ võ học cho ông. Mà vẫn chết, bọn nó bớt ghê nhở. Đó, máu tôi nhiều, thằng kia nó theo máu mà. Bây giờ tôi lấy cái thú tượng nữa là đẹp. Lồ dí này dễ chết lắm mày, nó cứ đứng. Người ngao ngéo. Đi mẹ nó vừa bắn ulti cái đéo này nhở. Mặt file đầu game xanh vậy mà sao giờ thọt thế.
Thì mẹ, bây giờ tao đéo tin là tao cover được mày nữa đâu. Tao lâu mà ghê quá. Không mà team nó rời rạc á, team nó không có bắt. Ê, Ken, Ken, Ken. Dạ, mặt bàn sau rồi, mặt bàn sau rồi. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Tôi lên phía sau này. Con mẹ cái thằng này lại chơi tôi không ạ? Đủ, à, cái thằng này tác dụng nó ít quá. Lông rồi. Nó chạy thôi, mà sao dám bớt được. Hai. Hai, chết luôn rồi. Team nó đánh không được, con bắt không có được đâu. Nhưng nó chỉ bớt thôi. À mày ngờ lên cái gì nhở, cho nó đỡ, mình sốc mình đi. Cầm cốc thì phế quá. Cầm này cũng hơi yếu các bạn ạ. Giờ cứ cho gác đi với Ori là quái vật rồi. Cho gác đi với Ori. Đừng bớt tam tao nữa. Nó sẽ lên đồng hồ. Mẹ mày, tha tao đi. Thằng này nó cứ ngáo ngáo đấy không ạ. Mẹ, cái tâm đầu nó đứng nhau đấy. Chiến ngu vãi. À chỉ bị chết này, thì mẹ tôi mà đéo đi theo nó là nó chết đấy. Ơ, à, đi, bạn lại đi đường này. Thiếu 200 đó. Đây cái chú tượng này. Thấy ở đâu rồi, nó xuống nó bảo ở đây đấy. Không sao, tôi đứng đây rồi. Không, đứng nó hốt luôn cả không. Không, lần này tôi tuyệt học, tôi đi mẹ đầy đủ mẹ rồi. Đồng vãi lì luôn. Ơ, ơ, ơ. Cứ ngon xuống rồi, ngon, hốt được hàng rồi. Rồi, bắt đầu luôn. Rồi. Ô, để bốt đi, để bốt đi. Bắt đầu ngon hơn, bắt đầu. Bắt đầu ngon hơn chứ. Thôi bỏ đi, bỏ đi, qua Baron đi, qua Baron đi. Mẹ thằng gì đi có ai đẩy? Ngáo chó. Rồi ta lo nó lại xuống nó mút luôn này. Chết chắc rồi đấy. Nhìn thấy chết chắc rồi. Rồi xuống ăn lẹ đi ông ơi. Chết con mẹ mày đi. Ừ, tôi còn bút của ti á, cứ chơi hổ báo đấy. Ừ, đi đi, rồi, tôi chết rồi. Ôi, hết rồi này, tôi sai đi. Ok ông ơi. Má mày làm gì, con hít mày. Ui, bịt mẹ giật mình đấy. Tôi rồi, tôi rồi, chạy ra, xa nhau ra. Rồi tôi thì xa nhau ra đi, bút gì nữa. Đồ quá tôi bóp nhớ, cứu được không? Mẹ nó cỡ hó gì đấy, cái đéo chỉ quan em Baron. Nó xanh rồi nó. Thằng này bảo nó bị ngáo mặt, đây nó đi tìm con này solo này, đi phải nó tuổi gì nhở? Hay là nó xài Lê Văn Tún. Tôi nghi lắm. Tôi nghi nó xài Lê Văn Tún lắm á. Đó. Đó, 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 đó. Tôi nghi thằng này Tún lắm. Đúng rồi, đúng rồi, hình như đúng rồi đấy. Chết mẹ, cái đéo thằng nào mà biết. Tại sao ông ấy lúc đầu game ông nhớ tôi hỏi không? À, ơ, đi mẹ thằng này. Nó bắn người ấy. Chuẩn mà skill. Ờ, skill người chó mà skill quái lại mít. Skill quái lại mít. Tôi nhìn nó lên bắn tôn lắm. Ừ, đi mẹ như thằng này tôn thế nào. Nghi lắm. Ông này nó toàn bắn mấy quả ulti tè le không? Đấy, chắc bọn nó nhận ra rồi kìa, tun lời ra. Nó né kìa, né kìa. Né không? Tí ra report đó. Đấy, mắt né luôn.
Đủ quá, sao nó đánh như thằng áo ngơ mà thịt mẹ mà nó vẫn lên được không ạ? Rồi tôi hết rõ rồi nhá. Thôi thoải mái. Thằng men thì dồn chết luôn. Thằng men thì dồn là chết luôn. Nó nhập tôi ơi. Đấy, tôi cho nó nhập đó. Đồ quá, đòi nhập tao à. Thủ tượng thật giác là đánh đi. Thủ tượng đấy đánh đi. Rồi ok. À, hóa ra cu cậu tun các bạn ạ. À, hỏi sao đi, cu cậu múp như thằng bánh đần mà các cu cậu vẫn lên hello được. Đi, chịu đấy. Cu cậu ngủ mãi lên đâu. Ông team mình đứng sau mình level thôi. Mẹ mình sợ là người mình ra lắm. Thôi, đúng cậu kìa. Thôi, đấy bị kéo chết tâm lý mẹ rồi kìa. Chạy nhá. Chạy gì còn gì nữa, chạy gấp đi chứ còn gì nữa. Quý tí tới. Lâu, tí lâu, tí không ơi. Ờ, tôi cưỡi chổi đây, đi này. Cô cả thằng kỹ năng kém kia hi hi vãi đâu. Là đòn gấp ấy. Ờ, anh em múp nữa lẹ lẹ. Không cho bạn rồi. Bạn nhìn cu cậu lên đồ kìa, lên đồ láo không? Chào mừng chân chí mẹ kiểu. Bố mẹ sẽ né hết. Ờ, thế thì anh em mình chưa xem cái clip là ấy nhở. Có khi nào là nó post cho anh em xem clip là tu không? Đẩy đi, đẩy bố đi. Nó sai, đẩy bố đi. Anh em mình vây hạm mít thực ra cũng đâu có để làm gì đâu. Có nhìn thấy cái đi được chơi kìa. Đúng là thế thôi. Tự tin một mình một ngựa nhỉ. Tôi là đầu game, bố mày chưa có đồ, bố mày yếu thôi. Giờ bố mày có đồ rồi. Bắn ạ. Ui, nhưng mà nó rất bắn thì mình phải khét lắm không ạ? Né hộ với bạn tao mà đã bắn rồi mày né hộ ấy. Ôi cứ bút ra anh ấy rồi, anh ấy chạy rồi. Mẹ game chưa cần mắc phải. Đến giờ bố về rồi nha. Buồn cười vãi lành. Tao phải chết con mẹ mày đi. Đấy là chửi luôn kìa đi ra. Đúng là sức mạnh của mấy thằng nhảy trâu kinh thật. Bật tun được phép chửi tài lai hồn về luôn. Có chứ các bạn, report là ban nick chết mẹ luôn chứ lại không à? Không hả? À, đi mua với em nha. Nha. Ra report là đi ông ơi.